À, thầy giáo viên bộ môn công nghệ chính của trường Trung học cơ sở Trung An quận 11, thân mến chào các em. Hôm nay thầy có một cái vấn đề giới thiệu để các em cùng tìm hiểu với thầy. Các em quan sát, chúng ta ở đây có ba hình, và nếu chúng ta chỉ dùng mạch một công tắc đơn để điều khiển cho những cái nơi trong ba hình này thì theo các em là chúng ta sử dụng có thuận tiện hay không? Thứ như nhất, các em quan sát ở đây là chúng ta có cái cầu thang và chúng ta có cái đèn chiếu sáng. Ở đây là cái hành lang dài chúng ta có đèn chiếu sáng. Đây là một cái phòng ngủ rộng, có đèn chiếu sáng. Nếu ta chỉ dùng mạch một công tắc đơn, giả sử công tắc của cầu thang này đặt ở dưới nhà ở vị trí này để các em. Hành lang thì cái công tắc đặt ở như một trong những cái góc ở này. Phòng ngủ thì công tắc đặt ngay cửa. Thế thì theo các em là chúng ta sử dụng có thuận tiện hay không? Các em suy nghĩ nha. Chắc chắn là sẽ sử dụng không thuận tiện ở những nơi như thế này. Tại sao như vậy các em? Các em quan sát, nếu chúng ta đặt ở dưới nhà và khi chúng ta đi lên cầu thang này, đi lên lầu, chúng ta muốn tắt đèn thì sẽ khó khăn. Còn ở hành lang, giả sử hành lang này ở khi chúng ta đi đến cuối hành lang và ở hành lang này nó sẽ có đường đi xuống hoặc đường đi lên. Giả sử ta muốn đi lên tầng trên và ta muốn tắt đèn thì các em thấy cũng sẽ gặp khó khăn ở chỗ này. Cái phòng ngủ khi chúng ta đặt cái công tắc ở ngay cửa ra vào và chúng ta bước vào phòng ngủ, chúng ta leo lên giường ta ngủ và ta quên tắt đèn đi, thì bây giờ ta muốn tắt đèn thì cũng khó khăn cho chúng ta. Như vậy để khắc phục khuyết điểm này thì ta cần phải có mạch điện điều khiển đèn ở hai nơi khác nhau. Như vậy hôm nay thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là bài số 9 thực hành lắp mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Do nó có hai công tắc ba cực cho nên các em có thể là điều khiển đèn ở hai nơi khác nhau nha các em. Về công tắc ba cực thì chúng ta đã được học ở lớp 8, thầy sẽ nhắc lại với các em. Công tắc ba cực về tên gọi đó các em, nó còn gọi là công tắc ba chấu hay là công tắc kép. Nhìn mặt phía trên của công tắc ba cực và công tắc hai cực thì nó lại giống nhau. Lật mặt dưới của công tắc ba cực và công tắc hai cực thì nó sẽ khác nhau các em ha. Công tắc ba cực thì nó có ba cái cực, còn công tắc hai cực thì chỉ có hai cái cực thôi. Các em quan sát hình minh họa này. Em nhìn mặt trên của công tắc hai cực nè, mặt trên của công tắc ba cực nè, em thấy hoàn toàn giống nhau, không có khác gì cả. Nó cũng có cái nút bật nhé. Nhưng mà chúng ta khi mà nhìn mặt dưới nè, em quan sát công tắc hai cực nó chỉ có hai cái cực thôi nè. Còn công tắc ba cực thì nó có ba cái cực. Và thường thường á, các em để ý, em lưu ý về để lắp công tắc ba cực mà không sai á thì các em phải chú ý là nó sẽ có một cái cực gọi là người ta gọi là cực chung hay là chấu chung, là thường thường nó nằm ngay chính giữa nè các em, và hai cái cực bề gọi là hai cực riêng hay còn gọi là chấu riêng. Rồi về ký hiệu công tắc ba cực thì các em quan sát và chú ý vẽ ký hiệu cho nó chính xác nha các em ha. Thì cái cực riêng thì bao giờ chúng ta vẽ tô đen và có vẽ một cái lá dao. Xin lỗi, cái cực chung là vẽ tô đen và có một cái lá dao, còn hai cái cực riêng thì chúng ta vẽ rỗng, vẽ rỗng như thế này nha các em ha. Về hoạt động công tắc ba cực thì khi cực chung chạm vào cực riêng số 1 thì dây A sẽ nói với dây B, em nhìn nè, dây A nói với dây B và nó ngắt với dây C. Ngược lại khi ta bật công tắc, thao tác bật công tắc một cái thì cái cực chung nó lại nói với cực riêng số 2 và nó tách khỏi cái cực riêng số 1. Như vậy thì lúc này dây A lại nối vào dây C và ngắt với dây B. Về cách kiểm tra công tắc ba cực bằng phích thử bóng
thì các em quan sát hình, ta sẽ chạm hai đầu phít thử bóng vào hai lần lượt vào hai trong ba cực. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả là ba lần chạm. Lần thứ nhất chạm vào cực số 1 với cực chung ngay giữa, và lần thứ hai chạm vào cực số 1 và cực số 3, rồi lần thứ ba thì chạm vào cực số 2 và cực số 3. Như vậy có ba lần chạm như vậy, và ở mỗi lần chạm như vậy thì ta sẽ bật tắt cái nút bật và quan sát cái đèn thử của cái phích. Và các em quan sát là trong ba lần bật tắt như vậy thì sẽ có một lần phích thử không sáng khi ta bật tắt công tắc, và hai lần còn lại thì bật tắt công tắc thì đèn sẽ tắt và sáng. Là trường hợp này là công tắc nó tốt. Và trong cái lần nào mà mình chạm cái đèn thử đó mà bật tắt công tắc mà đèn không sáng, nha các em, thầy nhắc lại, trong cái lần chạm nào mà mình bật tắt công tắc mà quan sát cái đèn phích không sáng thì hai cái cực mình đang chạm nó là hai cực riêng, và cái cực còn lại không chạm là cực chung, nhớ như vậy. Và dễ nhớ nhất thì các em nhớ dùm cho thầy là cái cực ngay chính giữa thường là cực chung, và hai cực bìa là hai cực riêng. Như vậy các em nhớ về công tắc ba cực chưa nào? Rồi chúng ta bắt đầu vào bài học. Thứ nhất, để thực hành bài này thì chúng ta phải cần có dụng cụ vật liệu và thiết bị như sau. Về dụng cụ thì cũng giống như những bài trước, chúng ta có kìm răng là một cây, kìm nhọn là một cây, kìm cắt, kìm tuốt mỗi cái một cây. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cây kìm là tối thiểu cho mỗi nhóm. Tu vít thì chúng ta sử dụng tối thiểu là 2 cây nha các em. Và tu vít thì chúng ta thường thường là dùng đầu ba ke là chủ yếu. Vít thử bóng là chúng ta dùng một cái. Thước bút là chúng ta dùng một cái thước thẳng và một cây bút kẻ bảng. Cưa là một. Dùi tay hoặc máy khoan là một. Về vật liệu thiết bị thì dây điện các em sử dụng cho thầy là 5 mét dây, dây đơn phi 1.2. Về ống dây là chúng ta mua cho thầy là 1 mét ống chuyển nhật có bề rộng là 2,5 cm. Về bảng điện, bài này chúng ta dùng hai cái bảng điện nha các em. Là chúng ta mua bảng điện nhựa loại 8 cm x 16 cm. Về bảng thực hành là chúng ta dùng một cái, là các em có thể lấy cái bìa lịch giấy dày á, hoặc là cái bản gỗ kích thước là 30 cm x 50 cm. Cầu chì là một. Công tắc thì chúng ta sử dụng hai cái, và là sử dụng công tắc ba cực hay ba chấu. Vít cắm là chúng ta sử dụng một còn tốt. Bóng đèn là một, là chúng ta mua loại 5W 220V, loại bóng nhỏ nha các em. Đuôi đèn là một. Thì các em chú ý giùm thầy là nếu cái bóng đèn em mua loại đuôi của bóng là đuôi gài thì cái đuôi đèn này mình cũng phải mua loại gài. Còn nếu cái bóng đèn mình mua loại vặn thì cái đuôi đèn cũng phải là loại vặn theo. Rồi chúng ta sẽ sử dụng vít vặn là loại 1,2 cm là 10 con, loại 2 cm là 4 con, loại 2,5 cm là 4 con. Rồi chúng ta mua một cuộn băng keo và một tờ giấy nhám. Đó là dụng cụ vật liệu thiết bị để dùng cho bài này. Chúng ta qua phần thứ hai là thầy sẽ giới thiệu với chúng ta tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý của mạch điện này. Thì các em quan sát, đây là sơ đồ nguyên lý của mạch điện. Quan sát sơ đồ cho thầy biết là mạch điện có những phần tử nào, nêu cách hoạt động của mạch. Và theo em thì mạch điện này thường dùng ở đâu? Rồi các em xem câu trả lời. Mạch điện thì có các phần tử như sau. Là chúng ta có một cái cầu chì, hai cái công tắc ba cực và một cái đèn. Về hoạt động mạch, khi cực chung
của công tắc A và cực chung công tắc B chạm vào cực riêng số 1, cùng chạm vào cực riêng số 1 hoặc cùng chạm vào cực riêng số 2 thì đèn sáng do mạch kính. Như vậy ta nhìn trên hình nè. Nó đang chạm vào số 1, đang làm số 1 mạch kính đèn sáng. Rồi, khi công tắc A chạm vào cực riêng số 1 và công tắc B chạm vào cực riêng số 2, tức là nó chạm, nó thay đổi vị trí đó, mà ngược nhau đó, hoặc ngược lại thì đèn tắt và mạch hở. Như vậy các em quan sát. Đấy, cùng chạm vào số 2 thì đèn sáng ha. Rồi, mạch hở thì đèn tắt. Và mạch điện thầy thường dùng ở những nơi như cần điều khiển đèn ở hai vị trí, giống như nãy thầy chị giới thiệu với các em ở hình ở đầu bài đó. Thứ nhất là cầu thang nè, thứ hai là một cái hành lang nè, thứ ba là nếu nhà có phòng ngủ rộng thì chúng ta dùng cái mạch này, nó sẽ cũng sẽ thuận tiện cho chúng ta khi sử dụng. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện này. Thứ nhất là dây pha nối với cầu chì. Như vậy các em nhìn nha, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ bố trí giống như vậy trước. Rồi bắt đầu chúng ta vẽ hình nha. Dây pha chúng ta vẽ nối qua cầu chì. Cầu chì nói đến cực chung của công tắc A. Cầu chì nói đến cực chung của công tắc A. Rồi, cực riêng của công tắc A, thức cực riêng số 1 nối với cực riêng số 1 của công tắc B. Như vậy chúng ta vẽ cực riêng số 1 của công tắc A nói đến cực riêng số 1 của công tắc B. Ở đây thầy lưu ý chúng ta, ở trên hình thầy đánh số 1 như vậy là để chúng ta dễ hình dung, dễ hiểu bài. Nhưng mà trong thực hành thì chúng ta do mình quy định thôi các em. Ví dụ ta chọn công tắc A, cái cực trên đây nè, là cực riêng này là số 1 nè. Công tắc B là chọn cái cực riêng ở dưới này là số 1. Còn bạn khác không thích chọn cực riêng dưới số 1, chọn ở trên số 1 cũng được, thì ở dưới trở thành số 2. Nha, không phân biệt nha các em nhớ. Rồi, cực riêng số 2 sẽ nối vào cực riêng số 2 của công tắc B. Như vậy chúng ta vẽ nha, cực riêng số 2, vẽ nối vào cực riêng số 2. Cực chung của công tắc B vẽ nối đến đèn, cực chung công tắc B nối đến đèn. Như vậy chúng ta quan sát cực chung công tắc B nối đến đèn. Rồi sau đó đèn nối về dây nguội, đèn nối về dây nguội. Như vậy ta đã vẽ hoàn thành xong sơ đồ và chúng ta có cái sơ đồ lắp đặt hoàn chỉnh như như trên bảng. Các em có thể vẽ cái sơ đồ này vô tập của mình nha các em. Rồi các em hãy quan sát cho sơ đồ cho thầy biết là để thực hành lắp đặt mạch điện này thì ta cần phải cắt bao nhiêu đoạn dây và bao nhiêu đoạn ống. Rồi ống dây thì với kích thước thầy cho trên bảng như thế này thì thứ nhất ta sẽ cắt cho thầy một cái ống ngang là 45 cm, ba ống dọc, ống dọc thứ nhất là 12 cm, ống dọc thứ hai là 10 cm, ống dọc số 3 là 14,5 cm nha các em. Cái chỗ này là thầy đã giải thích lần thứ nhất lần trước rồi đó, thì giờ thầy giải thích lại nè. Từ đây đến đây là 12 đúng không, và chúng ta phải cộng thêm 2,5 nữa thì nó ra là 14,5. Về dây dẫn thì tất cả sơ đồ này có tất cả là 6 đoạn dây nha các em. Thứ nhất đoạn dây số 1 là các em, đoạn dây số 2, đoạn dây số 3 là từ cực riêng số 1 nói đến cực riêng số 1 của B, đoạn dây số 4 là nói từ cực riêng số 2 của A nói đến cực riêng số 2 của công tắc B, đoạn dây số 5 là nói từ cực chung đến đèn, và đoạn dây số 6 là nói từ dây nguội đến đèn. Về kích thước thì đoạn dây do sơ đồ cho kích thước như hình của ống thì chúng ta sẽ có kích thước dây như sau: dây số 1, dây số 3, dây số 4, dây số 5. Các em cắt cho thầy có kích thước bằng nhau và bằng 67 cm. Đoạn dây số 2 các em cắt cho thầy bằng 20 cm.
Và đoạn dây số 6 thì em cắt cho thầy là bằng 70 cm. Đây là số liệu của đoạn dây. Như vậy thì bài học thầy trình bày với các em đến đây là kết thúc. Các em xem lại bài ghi ở tập công nghệ và chỉnh sửa các nội dung mà các em soạn chưa có chính xác. Và các em nhớ là bổ sung các nội dung mới ngày hôm nay, chẳng hạn như là sơ đồ nguyên lý nè, sơ đồ lắp đặt nè. Và các em chú ý giùm thầy là phải ghi các số liệu ống, số liệu dây của các đoạn dây cho có kỹ, để chúng ta khi vào học lại thì chúng ta sẽ làm thực hành, chúng ta có số liệu. Rồi các em đọc trước cho thầy bài số 10 là thực hành lắp mạch điện một công tắc mạch cực điều khiển hai đèn. Sau đó các em soạn trước cho thầy cái bản dự trù dụng cụ vật liệu thiết bị của cái bài này. Ở đây thầy lưu ý bài này là chúng ta dùng một bảng điện nhựa 5 mét dây đơn cứng 1,2 mm và 1 mét ống. Ở đây thầy lưu ý có một số bạn đó là khi mà soạn thì thầy thấy là soạn là dây đôi mềm, thì thầy lưu ý là thầy dạy thì thầy không yêu cầu là dùng dây đôi mềm nha, chúng ta chỉ dùng dây đơn cứng để cho các em dễ làm. Các em lưu ý giùm thầy nha. Và khi lập bản dự trù thì chúng ta phải lập theo thứ tự dụng cụ trước, vật liệu sau. Như vậy thì vài lời nhắc nhở với các em. Chúc các em học tốt, soạn bài đầy đủ. Thầy thân mến chào các em.